Ok, hôm nay đi về quán miền quê nha, ăn cái món lạ lắm, chắc nhiều người chưa biết cái món này. Đây, giống con cua không, nhưng cua nhỏ không, nhưng ở đây kêu là rạm, ngon lắm, để ăn thử nha. Bóc ăn luôn nha các bạn, khỏi ngại ngùng nữa. Mặn, ngọt ngọt. Này uống bia hết sảy luôn. Ăn miếng nữa. Ngon quá. Này kêu rạm nha, con rạm á, món này mà uống bia thôi khỏi chơi, ngon, mặn mặn, uống bia vô là rất là bắt. Ngon quá, phải ăn miếng nữa. Có nhiều món ngon lắm, món bình dân nó lạ lắm. Để chút xíu mình sẽ ăn, mình giới thiệu cho các bạn như thế nào ha. Bây giờ tạm thời đây là một món ha. Nhớ nhấn subscribe, like kênh nha các bạn. Cảm ơn rất là nhiều.